Nhận định, soi kèo Đà Nẵng với thành phố Hồ Chí Minh, 17 giờ ngày 17 tháng 1, V-League 2021. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất, cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải V-League 2021. Cái tên đáng chú ý nhất cặp bến đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng là tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn. Một tân binh khác của đội chủ sân thống nhất là tiền đạo người Brazil Dario cũng nhận được nhiều kỳ vọng khi trị giá lên tới 8 tỷ đồng. Dẫu vậy, ở trận mở màn mùa giải mới, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức. Đầu tiên, việc không còn sự phục vụ của hai trụ cột ở mùa giải trước là Công Phượng và Phi Sơn khiến đội hình Thành phố Hồ Chí Minh ít nhiều sộc lệch. Hàng công Thành phố Hồ Chí Minh ở chuyến làm khách sắp tới đến sân Hòa Xuân được xác định không có sự phục vụ của Lee Nguyễn, João Paulo và Hồ Tuấn Tài. Bốn lần trước đây tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà, Đà Nẵng bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức được đầu tư mạnh mẽ ở mùa giải này với nhiều tân binh chất lượng như Raph Kenson, Henry For Gustavo, Quy Hùng, A Hoàng, Ngọc Thịnh. Tại giải giao hữu tại Bình Dương hồi đầu năm, SHB Đà Nẵng đã sớm chứng tỏ được sức mạnh bằng cách vượt qua chủ nhà để giành chức vô địch. 5 trận làm nóng trước thềm mùa giải, SHB Đà Nẵng bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sân Hòa Xuân vẫn luôn là điểm tựa giúp Đà Nẵng thi đấu tự tin trên mọi đấu trường. 5 trận tiếp khách trước đó họ bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Bên kia chiến tuyến, Thành phố Hồ Chí Minh thua 4, hòa 1 trong vòng 5 trận sân khách gần đây. Dự đoán tỷ số Đà Nẵng 2-1 Thành phố Hồ Chí Minh.